Đối với một cầu thủ như em thì lần đầu được lên đội 1 thì em vui và hạnh phúc, được chơi và thi đấu cùng các anh mà đa phần là tuyển thủ quốc gia là niềm tự hào đó nha. Ở môi trường V-League thì em thấy ra sân nó rất khắc nghiệt, cái cường độ thi đấu nó cao nên cái tâm lý em cũng có chút run run như vậy. Ở trong đội các anh rất thân thiện và dễ mến, hay giúp tụi em hay còn tâm lý thì các anh giúp đỡ và các anh khuyên bảo rồi, thì từ từ dần dần em bớt đi cái đó, là em tập luyện tốt và cố gắng để ra sân thi đấu tốt nhất. Đúng là ước muốn của em từ nhỏ là em muốn được khoác áo lá cờ của Tổ quốc, thì em được ra U3 thì em có thêm động lực để em phát triển hơn, về động lực, có động lực và phát triển rồi cố gắng tập luyện, rồi em muốn tiến xa hơn, ví dụ như là năm nay hoặc năm sau em cố gắng thi đấu nhiều và được gọi lên tuyển quốc gia. Cải thiện về vị trí đứng rồi kèm người rồi di chuyển là em còn yếu, còn về tốc độ hay kỹ thuật thì em cũng tạm ổn. Thì em kiểu em thích Minh Vương, vì anh cơ bản anh cũng xem em cũng thích học theo cách của anh, và vị trí em đá cũng giống như anh Vương nên em muốn học ở anh Vương. Và ước mơ của em thì tiến xa hơn nữa là đội tuyển quốc gia Việt Nam.